trụ sở Nghị viện châu Âu ở thủ đô Brussels, Bỉ, một cảnh tượng khiến những ai được chứng kiến đều không khỏi thắc mắc. Hàng nghìn lít sữa thay vì được dùng để uống, để chế biến các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống, lại đang được những người này dùng để phun vào tòa nhà và cảnh sát. Con đường trước tòa nhà nghị viện giờ cũng đã trở thành dòng sông sữa trắng xóa với hơn 15.000 lít sữa được đổ xuống. Đây là cuộc biểu tình do Ủy ban sữa châu Âu tổ chức nhằm phản đối mức giá thu mua sữa quá thấp hiện nay tại châu lục này, khiến cuộc sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Để đòi quyền lợi, hàng nghìn người nông dân chăn bò và làm việc ở khắp các trang trại bờ sữa trên toàn châu Âu đã lái 1.000 chiếc máy kéo đến biểu tình trước tòa nhà của Nghị viện châu Âu, phong tỏa giao thông các con đường đông đúc nhất tại Bruxelles, đốt lốp xe và cố xô đổ hàng rào tòa nhà nghị viện. Nhiều người đã ngủ lại qua đêm trước cửa trụ sở của Nghị viện châu Âu. Họ cho biết sẽ không rời đi cho đến khi yêu cầu của họ đối với nền công nghiệp sữa châu Âu được lắng nghe. Giá thu mua sữa là mối lo lớn nhất hiện nay của chúng tôi. Chi phí sản xuất thì cao mà giá mua thì rẻ. Điều này khiến người nông dân ở các trang trại bò sữa gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. Theo những nông dân này thì với mức giá chênh lệch giữa thu mua và sản xuất như hiện nay, họ không thể đảm bảo cho cuộc sống cũng như tiếp tục duy trì công việc kinh doanh. Vì vậy họ muốn tăng giá sữa lên khoảng 25% để có thể trang trải các chi phí. Thông điệp của chúng tôi ngày hôm nay là cần có các quy định mới về thị trường để đảm bảo giá thành của sản phẩm. Nghị viện châu Âu không có động thái gì trong nhiều năm qua. Chúng tôi mong muốn những chính sách mới đảm bảo cho tương lai của chúng tôi. Trước đây, sữa là mặt hàng đem lại nhiều lợi nhuận cho người nông dân. Tuy nhiên, theo các nhà sản xuất sữa, trong thập niên qua, sức mua giảm trong khi mức cạnh tranh trên thị trường lại gia tăng, nên giá sữa liên tục đi xuống. Thậm chí có nhiều thời điểm giá sữa trên thế giới giảm nhiều đến nỗi người nông dân phải bán với giá bằng một nửa so với chi phí sản xuất, khiến ngày càng nhiều người không thể chi trả các hóa đơn của mình. Theo Ủy ban sữa châu Âu, hiện giá sữa đang bằng với thời điểm những năm 1980. Ngoài nguyên nhân là do tình trạng sản xuất sữa dư thừa, nhiều người nông dân cho rằng sự sai lầm trong những chính sách của thể chế kinh tế EU cũng là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Các chính sách thực sự đang giết chết chúng tôi, phải có sự thay đổi nhanh chóng ở cấp độ liên minh. Con đường đang đi hiện tại khiến chúng tôi gặp rắc rối rất lớn. Do đó, họ muốn giới chức có biện pháp quản lý giá sữa để nông dân không bị phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường ngắn hạn, đồng thời muốn thuyết phục các chính trị gia thực hiện cái mà các nhà tổ chức gọi là các biện pháp lập pháp hữu hiệu cho thị trường sữa. Đây không phải là lần đầu tiên một cuộc biểu tình như thế này xảy ra ở châu Âu. Hồi tháng 7 vừa qua, những người nông dân chế biến sữa đã đổ sữa lên con đường bên ngoài tòa nhà Quốc hội châu Âu tại Bruxelles, Bỉ vì lý do tương tự. Những nông dân này cho rằng việc sản xuất sữa quá mức đang khiến giá của loại thực phẩm này bị đẩy xuống mức thấp đáng báo động và có thể gây ra cái mà họ gọi là cuộc khủng hoảng sữa tiếp theo tại châu lục đang phải trực tiếp hứng chịu cuộc khủng hoảng nợ công. Trước đó vào năm 2009, châu Âu cũng đã trải qua cuộc khủng hoảng sữa khi hàng nghìn nông dân biểu tình phản đối giá thấp và không chịu cung cấp sữa cho các nhà máy. Hơn 1.000 nông dân và 300 thợ máy Pháp đã đổ khoảng 3,5 triệu lít sữa xuống các cánh đồng, coi đó là một dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Một nhóm nông dân còn vây siêu thị Pháp, phân phối sản phẩm sữa miễn phí cho người tiêu dùng. Chúng tôi đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế châu Âu. Thế nhưng lại phải gặp quá nhiều khó khăn trong việc duy trì kinh doanh. Chúng tôi muốn có những cơ chế hợp lý và có lợi hơn một chút cho người nông dân. Cho đến nay, EU vẫn chưa có giải pháp nào thực sự hiệu quả để giải quyết tình trạng trên cho người nông dân. Không những thế, nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, nguồn ngân sách dành cho nông nghiệp hiện đang chiếm 37% tổng vốn đầu tư của EU, có thể sẽ bị cắt giảm nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Để xoa dịu người nông dân, hiện EU đang chuẩn bị cải tổ chính sách nông nghiệp, từ chỗ áp đặt sức sản xuất và giá cả cho các sản phẩm. EU mong muốn trở thành một thị trường lớn hơn trong tương lai và vẫn đảm bảo được thu nhập ổn định cho nông dân. Tuy nhiên, với số lượng sữa sản xuất lớn hơn, hiện tượng dư thừa cũng có thể dẫn đến mức giá thấp hơn và phá sản. Theo số liệu thống kê, hiện tượng sản xuất dư thừa đã khiến nông dân phải bán sữa với mức giá 0,25 euro một lít, trong khi chi phí sản xuất là vào khoảng 0,4 đến 0,45 euro một lít. Giá cả hiện nay quá thấp và chúng tôi muốn có thêm chi phí để sản xuất. Chúng tôi không bằng lòng với mức giá hiện nay. Với nhiều ưu thế phát triển, EU là một trong những khu vực thịnh vượng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, lục địa già đang phải đối mặt với không ít khó khăn trên nhiều phương diện và người nông dân là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng lớn. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Âu đã làm chấm dứt các chính sách trợ cấp, mọi chi phí đều trở nên đắt đỏ. Thậm chí nhiều nơi, người nông dân đã phải chấp nhận bán gia súc đi vì không đủ nguồn thức ăn để chăn nuôi. Theo giới phân tích, những sai lầm trong chính sách nông nghiệp và thị trường đã khiến một lục địa vốn giàu điều kiện để phát triển lại trở nên dư thừa sản phẩm, đẩy người nông dân vào cảnh khốn đốn. Thứ sản phẩm được xem là vàng trắng và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân châu Âu, giờ đây lại trở thành gánh nặng đối với những người sản xuất, thậm chí trở thành một thứ để người ta đổ đi. Trong khi đó, ở nhiều nơi khác, chẳng hạn như châu Phi và ngay chính bản thân châu Âu, hàng triệu người đang phải sống trong cảnh đói khát vì không có điều kiện cũng như đầu tư để phát triển. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc, có tới 239 triệu người dân châu Phi đang thiếu đói, tăng khoảng 20 triệu so với 4 năm trước. Hiện châu Phi có khoảng 600 triệu hectare đất có thể canh tác đang bị bỏ hoang, chiếm khoảng 60% đất canh tác của thế giới. Thế nhưng các cuộc khủng hoảng vừa qua tại vùng sừng châu Phi và vùng Sahel cho thấy nguồn cung cấp lương thực cho hàng triệu người dân trong khu vực vẫn còn hết sức bấp bênh, tình trạng thiếu dinh dưỡng vẫn để lại những vết sẹo trên mỗi bước tiến trong các lĩnh vực y tế và giáo dục. Mới đây, ông Olusegun Obasanjo, cựu tổng thống Nigeria và là thành viên Hội đồng vì sự tiến bộ của châu Phi APP do cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan làm chủ tịch, đã đưa ra một đánh giá gây không ít ngạc nhiên. Châu Phi, khu vực luôn gắn liền với sự nghèo đói, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân, thậm chí trở thành nguồn cung cấp lương thực chủ chốt cho phần còn lại của thế giới, nếu tiềm năng nông nghiệp của châu lục này được đầu tư và khai thác đúng đắn. Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, gần 1/4 người dân Liên minh châu Âu, tương đương với 119,6 triệu người đang sống trong nghèo đói. Cũng theo báo cáo này, trong năm 2010, 115 triệu người hay 23,4% dân số có nguy cơ nghèo đói. Điều này có nghĩa rằng họ đã rơi vào ít nhất một trong ba hoàn cảnh, có nguy cơ đói nghèo, bị tước đoạt vật chất hoặc sống trong các hộ gia đình với cường độ làm việc rất thấp.